UAV của Ukraine bị cáo buộc tấn công vùng biên giới Nga. Ukraine bị cáo buộc dùng máy bay không người lái UAV đánh bom một chốt kiểm soát biên giới của Nga khiến 4 người bị thương. RT dẫn thông tin từ ông Alexander Bogomaz, thống đốc vùng biên giới Bryansky của Nga, hôm nay cho biết một UAV của Ukraine đã thả thiết bị nổ xuống chốt kiểm soát Tobolsk-Noe ở đây. Vụ tấn công khiến ít nhất 4 người bị thương, Sáng nay, một máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Ukraine đã tấn công chốt kiểm soát Bosnoe ở huyện Sevitsky. Vụ tấn công khiến bốn người bị thương cần hỗ trợ y tế. Lực lượng khẩn cấp đang có mặt tại hiện trường, ông Bokomat cho hay. Thông tin trên chưa được kiểm chứng độc lập. Chốt Choe Botnoe từng bị tấn công bằng pháo cối hồi tháng 4 và tháng 5. Cuối tháng trước, các máy bay không người lái của Ukraine được cho là cũng nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở vùng Rostov của Nga, gây cháy lớn và khiến cơ sở này bị hư hại. kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2, Kiev đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào khu vực biên giới của Nga. Các cuộc tấn công này chủ yếu là bằng máy bay không người lái hoặc pháo cối. Xung đột nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 6 và tiếp tục xu hướng leo thang căng thẳng. Dựa quan sát cho rằng Moscow đang ở thế tiến thoái lưỡng nan giữa lựa chọn tập trung lực lượng cho mặt trận miền đông Ukraine hay tăng cường lực lượng phòng thủ tại các vùng lãnh thổ đã kiểm soát ở miền nam trước các đợt phản công của Kiev. Một số chuyên gia nhận định Nga có thể sẽ tạm ngừng đà tiến công ở miền đông trong khi chờ củng cố lực lượng và săn bớt nguồn lực cho mục đích phòng thủ ở miền nam, đặc biệt là vùng Kherson.